Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành Easy đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Roblox nhé. Và hôm nay mình sẽ chơi một tựa game mang tên là Dragon Simulator Evil, có nghĩa là chúng ta sẽ tiến hóa. Đấy, cái gì đấy? Từ từ tính sau. Chúng ta sẽ tiến hóa các cái what the fuck, bởi vào trên luôn anh em ạ. Tiến hóa các con khổng lồ ấy đến những cái độ cao nhất đấy. Rồi, ui, má ơi, con thần ăn uống gì đó kìa. Khi bạn đây, chúng ta sẽ có 60 giây trước khi tấn công ạ. Ui, ok. Rồi, chúng ta sẽ get strong và cách là tấn công và running. Ok, trong cái chest, ok. Có cái chest gì đó anh em ạ. Ok, chúng ta sẽ đi tìm cái gì đó để cho nó khỏe hơn nha. Chạy, càng chạy nhiều thì nó sẽ càng được đấy anh em ơi. Sẽ càng tăng cái tốc độ này. Chém nhiều thì sẽ được cái gì? Chém nhiều sẽ càng lên level anh em. Cứ chém nhiều thôi sẽ càng lên level, có thêm kinh nghiệm kìa, thấy chưa? Thấy không? Chúng ta sẽ cứ càng chém nhiều thôi sẽ càng lên level. Kêu có một cái hòm gì hay có một cái gì đó kìa. Mình đang kiếm một cái chỗ nào đó gọi là không ai gọi là liên quan đến mình để bắt đầu mình luyện tập anh em ạ. Đấy. À, vàng tăng rồi này. Không biết là mình có một cái hòm trong kia, không biết nó có hòm gì nữa. Rồi, ok, chúng ta sẽ chui vào đây để luyện tập anh em nhé. Tôi có một cái kiếm duy nhất đây. Oh my god, chỗ này không đi được nữa anh em ạ. Chỗ này không đi được nữa rồi. Level 2 rồi anh em. Cái này có auto click thì tuyệt vời anh em ạ. Ok, cứ để nó chém nhá. Chúng ta có một cái kiếm level 1 thế thôi, không có gì nhiều cả. Level 0 race hòm C. Ui, cái gì anh em ơi? Có một cái thanh kiếm mới kìa. Ok, chúng ta có một cái hòm C. Hòm cấp C, có một quả rìu anh em ạ. Ôi giời, bá đạo à, được đấy. Mình sẽ để cái này. Đấy, cái thanh tam vào đi. Mình sẽ có một cái đồ mới ở trong cái vũ khí anh em ạ. Vũ khí level 3 luôn. Ok. Equip. Chính như mình chưa đủ lên level anh em ạ. Mình phải level 3 cơ nha. Thì mình mới có thể cầm cái thanh kiếm đấy. Cứ đi đi lại lại nhiều lần chúng ta sẽ tăng cái chỉ số chạy và chỉ số vàng trường chém đấy anh em ạ. Cái gì đấy? Cút xéo. Tôi đang cố gắng ở một chỗ để gọi là luyện tập anh em. Không dám ra ngoài luôn, bọn khổng lồ kia nó mạnh lắm anh em ạ. Ra ngoài nó vả cho cái là chết luôn đấy. Quả trứng gì kìa. Hay ra thử xem không. Không biết là đứng từ đây nó có đấm của mình không chết không nhỉ ta. Tôi không biết là liệu đứng từ đây có bị chết không nữa. Hy vọng sẽ không bị chết. lấy thử quả trứng xem nào, xem có cái gì không. Xem có cái gì không anh em ơi. Nào chưa. Đấy, trứng này. Nhặt trứng là chúng ta sẽ lên level nhanh hơn nào không anh? Đúng rồi. Chính xác là chúng ta nhặt trứng sẽ lên level nhanh hơn. Tiến hóa người khổng lồ nhìn trông nó hài vãi cả trưởng. Level 3 rồi anh em ơi. Level 3 rồi, chúng ta sẽ equip. Wow. Kinh nghiệm nó sẽ nhiều hơn anh em ạ. Một lần 3 kinh nghiệm cơ. Quả trứng. Tặng 300 gold đó. Không biết là làm sao. Đây là các cái vị gọi là xếp thứ hạng kiểu anh em ơi. Đây là kiểu xếp thứ hạng rồi. Kiểu là phải giết là nhiều người thì sẽ lên level nhanh. Nhiều vàng hơn. Nhặt hết trứng đi anh em. Chắc là có cái gì trong này. Ok, 5 trứng thì không biết nó là cái gì. Kiếm được rất là nhiều kinh nghiệm mà. Skin thì mình đang không có skin nào. Có chest. Cho có một cái chest này thôi anh em ạ. Có mỗi một cái chest hòm C. Quả búa có vẻ ngon hơn nhỉ. Epic. Mình có thể dùng tiền mình mua được anh em ạ. Quả này là 10.000 này. C là 2.500 này. Cứ kiếm nhiều tiền là sẽ có thể được thôi. Đơn giản. Không đơn giản lắm đâu anh em. Ui, có cả thành phố gì trong kia kìa. Đẹp ghê. Má ơi, siêu nhân à. Ui, cái hack à. What the fuck. Chơi gì đấy. Chơi gì đấy anh ơi. Ui. Má ơi, cái hack à. Vai cả lồng anh em. Ui. Con lợn. Tên thì ai chơi mày. Ăn hết trứng rồi. What the fuck. Tên thì ai chơi.
Kìa kìa, là cái khổng lồ kìa. Phải lều luôn anh em ạ. Chúng ta là đang level 3, hiện tại mình có level 3. Mình có kill được ai đâu, hiện tại mình có kill được ai đâu. Nó ăn hết tất cả trứng rồi. Cuộc đời nhỏ thế nhỉ. Ăn hết trứng thì làm gì còn trứng nữa. Làm gì còn trứng nữa mà chơi đây. 3xp. Bao giờ tôi mới tiến hóa lên. Đấy, level 4 rồi anh em ơi. Cái hòm C này sẽ được tặng suốt ngày luôn anh em ạ. Hòm C là giá là 500 cho một cái hòm. Thì ra là thế anh em ơi. Cái này level 4 này. Ok. Sao không có skin nhỉ? Hòm C này này mới là ấy này. Hòm C này mới là cái hòm quần áo này. Trong này có rất là nhiều đồ trông đẹp, đẹp phết á. Ui, ăn hết tất cả trứng rồi. Thời nó hack rồi, nhìn xem anh em ơi. Chơi thế ai chơi mày? Thế ai chơi mày? Game mình đồ họa đẹp phết đấy anh em ạ. Nó không còn phải là Roblox rồi, như kiểu là một game offline, online nhập vai ấy. Tôi chưa tìm được thằng nào để đi bắn nhau, đánh nhau nhỉ. Chém. Cái hòm kia không biết bao tiền ta. Mình nghĩ là rất là đắt đấy. Theo mình đoán là rất là đắt. Nó ăn hết trứng rồi. Lợn nè. Trứng có lẽ còn lâu. What the fuck, cái gì kìa. Có là khổng lồ kìa. Nó chém cái chết anh em. Có thằng hack anh em ạ. Có thằng hack hack speed để đó. Đây. Ăn được quả trứng. Ăn được quả trứng anh em. Ok. Thằng này level mấy đây? Đánh nhau các bạn đây. Chắc phải mua một Roblox anh em ạ. Chế thử ngày xem. Thằng này hero mới này anh em. Ui ôi. Không ăn thua luôn anh em ạ. Lý do nó khỏe hơn mình rất nhiều, ăn quả trứng cái. Ui, nó hồi máu thì nó đầy luôn anh em. Nó đầy máu luôn thì chơi thế nào? Nó sẽ chơi thế nào đây? Bây giờ tôi mới tiến hóa được thành dạng khủng hơn đây anh em. Cày thôi, cày cuốc thôi anh em. Đấy, level 5 rồi anh em. Cuối cùng lên level 5. Cái hòm này không có nhỉ. Cái hòm này thì nó... Ui, thanh kiếm mới này anh em ơi. Thanh kiếm mới trông đẹp thế. Thanh kiếm mới ở level 5 ạ. Đúng thật, level 5. Cứ mỗi level nó tặng mình một thanh kiếm anh em. Sell. Kiếm thêm tiền. Tôi cần 2500 để tôi mua một cái áo mới anh em. Hợp lý không? Để tôi chém nhanh hơn này. Kiếm thêm trứng nào. Kiếm thêm trứng nào. Ở đâu nhỉ? Trứng ở đâu ta? Đây là trứng kìa. Có hai quả trứng nha anh em. Nhặt trứng. Vẫn có những người mới chơi nha anh em. Không phải chỉ riêng mình mới chơi đâu. Mà có rất là nhiều người mới chơi trong này. Nhặt trứng. Rất là nhiều trứng trong này nha. Xa thế. Xa dã man luôn. Cái level 6 kiểu gì cũng có thêm tiền. 2500 mà chúng ta sẽ mua đủ một cái giáp anh em ạ. Đấy, tiền tăng rất là nhiều luôn. Thằng kia may quá không có thằng hacker rồi anh em ơi. Tranh thủ luyện tập nào. Cái này là cái gì nhỉ? Skip. Kiểu đấu trường anh em. Quá. Trứng nhiều thế. Chúng ta nhặt được hết được tất cả tổng trứng này chúng ta sẽ bá đạo hàng gạo anh em ơi. What the fuck? nó bổ cái chết anh em ạ. Nhục thật đấy, cuộc đời nhục dã man. Nó có mấy thằng cũng đi nhặt trứng giống mình vậy anh em. Thanh niên kia mình nó level mấy đấy, nó có giáp xịn lắm anh em ạ. Nhìn chung nó có giáp rất là bá đạo luôn. Có thằng lúc ấy nó vừa đuổi theo mình mà phải không nhở. Nó có vừa thằng vừa đuổi theo mình xong. Mình lên level đã. Ui, người khổng lồ kia bá đạo thế kìa. Có con gì đó kìa.
Má ơi. Ok. Hợp lý phết nhờ. Chúng ta à, cho level 5 nhưng mà chưa giết được ai. Chúng ta vẫn chưa giết được ai anh em ạ. Đây đây, ăn trứng, ăn trứng, ăn trứng. Cứ bình tĩnh anh em. Chúng ta sẽ luyện tập nhanh thôi. Độ level 6 rồi anh em. Chúng ta có vũ khí mới, mình đảm bảo anh em tôi có vũ khí mới rồi xem. 2360. Úi trời ơi, lại là hacker rồi. What the fuck? Thôi mày ăn đi, tao không ăn nữa đâu, tao chịu rồi. Tao mở ấy thôi. Mở cái hòm á. Vũ khí mới, ai à, vũ khí mới anh em ạ, ngon. Vũ khí của level 6, cứ mỗi lần lên level chúng ta lại có vũ khí. Bán này đi. Sell đi. 2500. Mình có thể mua được một cái chest ở bên này. Đó. Có quần áo mới anh em ơi. Ui ôi, đẹp trai. Đẹp trai là có gì sai. Skin này, skin level 7 này, equip này. Ô, phải lên level 7 anh em ạ. Rồi, tôi sẽ luyện lên level 7 cho anh em xem nhé. Con lợn nên ăn hết trứng rồi. Nhục thế nhờ. Quả kiếm đẹp đấy, kiếm lửa đấy. What? Cái gì đây? Lướt đi nhiều cơn gió luôn. Fuck you. Có mấy thằng hacker này khó chịu thích nhờ. Nó gặp ngay hacker anh em ạ. Má ơi, nhìn này anh em ơi. Anh em có thể thấy gặp hacker không? Nhìn nó khó chịu nào. Nó hết trứng của mình thì mình làm sao mình có thể làm gì được. Bó tay này. Chịu. 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 Không ăn trứng được. Thôi, cứ đi luyện đi á. Level 7 mình mặc cái giáp mới. À, có thằng kia kìa. Đã chém nó phát nhờ, thằng này có vẻ level thấp. Nhìn cái đồ có vẻ là cùi cùi anh em ạ. À, chiến 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 chiến. Nó bé. À, mình to rồi này anh em ơi. À, à, mình giết được một người đầu tiên này. Yes. Yes. Bắt nạt, bắt nạt, bắt nạt mấy cái con ở trong này. Hay à. Game mình hay phết đấy, đừng đùa. Nice. Tiến hóa hiệp sĩ. Được của nó nhờ. Game này đỉnh đấy. Link chơi cái tựa game này mình sẽ để ở phía dưới nha anh em, có thể vào và chơi. Còn mẹ nó. Có một thằng kia nó cũng khá to bằng mình chăng. Ủa, hình như là giáp nó xịn hơn anh em ạ. Và tốc độ chạy nó nhanh hơn. Con mía. Ôi nó to thế. Nó to to thế. Nó to vãi anh cứt à. Ai đôi. Đây rồi, 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 tốc độ. Má mày. Mày giết tao, trời ơi, cho được đưa đi đâu đây. Cuộc đời, ui, có quả trứng gì rất là đẹp kìa. Thế thứ mới rồi anh em ạ. Lợn chúng mày, nha. Đây. Ui, đây là nơi của những thanh niên sức yếu anh em ạ, giống mình rồi. Con mía. Ăn chưa? Ăn rồi anh em ơi. Giết nó, giết nó, giết nó, tốc độ, tốc độ, tốc độ, tốc độ, tốc độ, tốc độ, tốc độ. Mình đang là người gọi là giết. Giết nó anh em ạ. Ok, ok. Ok, ok. Nice. Gọi là ma cũ bắt nạt ma mới đây anh em ạ, kiểu dạng như vậy ấy. Nó lại có thằng hacker nó cướp hết trứng rồi. Chết về đi này, mình giết người khá kinh anh em ạ. Mình giết được khoảng 4 người rồi. À, what the fuck. Con nó đuổi theo mình. Thằng này chưa ra giết người à. Con lợn này. À, cho được đưa đến đây anh em ạ. Ok, ok, ok. Tôi đang dí ở này anh em ạ. Tôi đang dí ở này. em ơi, chạy đâu, 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 chạy đâu. Nó hết cái vòng bảo vệ trong vòng khoảng 30 giây là mình sẽ chém nó anh em. Ê, đi đâu gặp người. Có hòm gì đó này. Có hòm gì, hòm này mở rồi sao nhỉ, hòm này mở má rồi. Phải không nhỉ. Không, hòm mở rồi anh em ạ. Kìa, lại thằng kia kìa, lại thằng kia kìa anh em. Chạy đâu mày, đâu chạy đâu, chạy đâu mày, chạy đâu. Đi giết mấy con gà thích phết anh em ạ. Vui phết. Chi, mình giết được 5 người rồi nè. Ồ. Tại sao nó lại chết đấy.
thoát ra rồi anh em ạ, nó không thể nào mà chịu được. Lợn này lại có thanh niên hack ở đằng này, khó chịu quá, không biết làm nào luôn. Trời ơi, cuộc đời. Cuộc đời, đỡ mơ cuộc đời. Mấy thằng kia nó khỏe quá. À, kia trong kia có rất là nhiều quân đấy nhỉ. Nhiều lính à. Mình sắp lên level 7 rồi, mình có sẽ set giáp mới anh em nhá. Ôi chà. Ngon rồi đấy. Ui, chúng cái đông lắm anh em ạ. Thực ra đấy là vừa mình sẽ luyện ở bên ngoài này, bây giờ mình sẽ vào trong giết bọn nó. Nào, luyện level 7 cái, mặc giáp và mặc kiếm mới cái. No. Level 7. Wow. Phê rồi đấy anh em ơi, equip. Equip nhờn với bác à? Không được. Có kiếm mới, cứ mỗi level sẽ có một cái quả kiếm mới anh em nhé. Mình thích quả kích kiếm lửa này hơn này. Ủa, cũng level 6. Wow. Hello bạn. Lâm tấn pro. Oh my god. Giết được ngay anh em ơi. Đấy, người khổng lồ rồi. Chúng ta đã ở một cái cấp độ cao hơn rồi. Ngon hơn rồi. Đánh game này thật sự là cuốn. Cuốn thật sự. Ôi có quả trứng nha. Xa thế. Sao quá. Xa dã man luôn anh em. Game này thật sự là cuốn. Hấp dẫn. Thật sự rất là hấp dẫn. Nó ăn trước này. Thế như nó không ăn nữa sao. Collect quest. Collect golden. 70 ạ. Mình mới có 70 trứng hay sao ạ. Cái thằng ấy này nó bá đạo ấy. Tao phải ăn được quả trứng chứ cưng. Ăn hết trứng rồi. Có quả trứng ở đây nó không ăn này. Bé. Ai à, mình vẫn giết được thằng này. À wow. Thằng này nó cũng không phải là quá cấp độ gọi là quá khủng khiếp đâu anh em, mình vẫn giết được. Đây. Hello baby. Siêu cấp Noob Pro. Hiệp sĩ ong à. Đồ xịn hơn rồi đấy. Bá đạo hơn rồi đấy. Rồi và chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào anh em. Bye bye.